sân bóng chỉ còn cách chừng 100 mét. Chỉ cần băng qua cái trại Giga này, mặc cho ở đó bọn chúng có liên tục buông lời dọa nạt. Bởi có biết nơi này là như thế nào mà bọn họ nguy hiểm, và ở đây thì còn là chó. Ta hiểu cậu ghét lũ chó như thế nào mà. Cậu hãy bước đi, cúi đầu xuống và tiếp tục vững bước. Nhưng đừng huyễn hoặc là đến sân rồi thì sẽ được chạm vào quả bóng nhé. Ngoài kia là 20-30 cả thanh niên đang tranh nhau một quả bóng. Và đương nhiên họ chẳng rỗi hơi mà để mắt đến đám trẻ gầy gò, mặc cho ánh nhìn thèm khát của bọn này. Đây là chỗ của những gã đàn ông, những kẻ to lớn, máu lửa nhất, to mồm nhất thì được đá, thế thôi. À, và tất nhiên là khó có cơ hội cho cậu rồi, nhóc ạ. Đó là đoạn trích trong phần mở đầu bức thư mà Rio Ferdinand nhắn nhủ với chính Rio của năm 12 tuổi. Tất cả được chia sẻ trên trang The Player Football. Gạt đi đầy rẫy những nỗi sợ của một đứa trẻ, khép mình vào khuôn phép để nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Sự kiên trì cuối cùng cũng được đáp lại khi có một gã gọi cậu vào sân thử sức. Nhưng chỉ sau một chốc lát ở trên sân, Rio đã phải tự dặn lòng mình là không được nghĩ đến cái giải thiếu niên, nơi chẳng ai đủ nhanh và giỏi hơn cậu. Bởi ở đó chỉ toàn những gã gốc Phi từ Nigeria cho đến Ghana. Bọn họ vạm vỡ, nhanh và mạnh khủng khiếp. Thử giữ bóng hơi lâu một tí đi, cậu sẽ bị nhiều đòn ngay lập tức. Chẳng có một sự khoan nhường nào ở đây cho những người trẻ cả. Không được khóc, không được tỏ thái độ, không được kêu ca gì cả. Đây không phải là trận bóng với lũ bà đồng trang lứa. Đây là cuộc chiến giữa những gã trai đã trưởng thành. Bấy nhiêu đó chỉ là một phần trong cuộc chiến mà hàng ngày cậu nhóc lớn lên ở khu phố nghèo Beckham phải chọn để đương đầu. 20 phút, đó là tất cả quãng thời gian sau giờ học mà chàng thiếu niên này có thể nói chuyện với lũ bạn, để ve vãn nhưng em gái trước khi phóng lên tàu điện, rồi chuyển sang xe bus, tiếp tục đón tàu điện khác, thêm một chuyến tàu điện nữa, rồi lên một chuyến xe bus, rốt cuộc cũng đến được với sân bóng. Ở học viện đào tạo của West Ham có một số tay chơi bóng cực hơn cậu, nhưng họ chẳng thể bật lên được bởi vì họ không có sự tu luyện mà cậu từng trải trước những gã đàn ông gốc Phi cao lớn, nhanh hơn và khỏe hơn cậu. Từ một cậu bé với xuất phát điểm ở vị trí của một trung phong cắm, khi gia nhập đội U14 An Thanh Trao, Rio được sử dụng như một tiền vệ trung tâm. Chỉ đến khi lọt vào học viện của West Ham, tiềm năng của một trung vệ hàng đầu mới được các huấn luyện viên ở đây khai phá. Năm 1996, đội trẻ của West Ham đã xuất sắc đánh bại những người đồng nghiệp cùng trang lứa đến từ Liverpool để lên ngôi tại FA Cup cấp độ trẻ năm đó. Người nâng cao chiếc cúp cho đội trẻ The Hammer hôm ấy là Frank Lampard, và đứng ngay sau huyền thoại của Chelsea chính là Rio Ferdinand. Cả hai sau đó đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Harry Redknapp. Về phần Rio, anh đã được câu lạc bộ ký một bản hợp đồng chuyên nghiệp khi mới ở độ tuổi 17. Ngày 5 tháng 5 năm 1996, trong trận đấu với Sheffield Wednesday trên sân Up từ Bắc, Rio có màn ra mắt Premier League trước sự chứng kiến của các cầu viên nhà đang khởi động ở ngoài đường biên. Rio và Lampard được huấn luyện viên Harry gọi đến và dặn dò kỹ lưỡng. Họ được tung vào sân và đó là những bước chạy đầu tiên tại giải ngoại hạng của những huyền thoại bóng đá xứ sở sương mù. Rio hiểu rằng giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của anh đã trở thành sự thật. Nhưng sau thời khắc ấy, một đứa trẻ lớn lên từ khu phố Beckham nghèo khó ẩn mình giữa dòng thủ đô London đã hiện hình. Sự nghiệp chớm nở với một bản hợp đồng chính thức, Rio ở tuổi 18 vùi mình vào những tiệc tùng, sự nghiệp giải trí, tinh thần kỷ luật mà cậu rèn luyện từ khi còn là một đứa trẻ đã gục ngã trước cám dỗ của những cuộc vui hào nhoáng. Chúng đã khiến Rio phải trả giá đắt từ hình tượng bản thân cho đến cơ hội được đứng trong hàng ngũ của tam sư góp mặt tại Euro 2000. Trong trận giao hữu với Cameroon năm 1997, Rio Ferdinand có màn ra mắt đội tuyển Anh. Lúc bây giờ anh trở thành hậu vệ trẻ nhất thi đấu cho tam sư. Tài năng của Rio sớm được thừa nhận. Đáng tiếc thay, những thành tựu đó đã đổ vỡ vì sự nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng Rio không cho phép bản thân mình đắm chìm trong cú sốc này. Một cuộc điện thoại từ Chelsea, màu xanh của thủ đô London muốn có được chữ ký của anh. Rio đã đưa ra quyết định, anh sẽ rời khỏi West Ham nhưng đồng thời cũng cuốn gói khỏi London đầy rẫy cám dỗ của bè bạn, tiệc tùng vô bổ này. Từ chối Chelsea, Ferdinand chọn gia nhập Leeds United vào cuối năm 2000. Đó không chỉ là bất ngờ cho đội chủ sân Stamford Bridge mà còn là cú sốc cho giới bộ điệu. Sau khi sinh nhật lần thứ 22, Rio gia nhập Leeds với mức giá 18 triệu bảng, một con số kỷ lục dành cho một hậu vệ lúc bấy giờ. Sau cú vấp ngã khiến anh không được dự Euro 2000, Rio hiểu rằng mình phải giữ đôi chân trên mặt đất. Ở đó lý trí mách bảo anh không nên đi theo lời mời gọi hấp dẫn từ phía Chelsea. Đây chưa phải thời điểm để nghĩ về tiền tài và những chiếc cúp. Thành phố này chỉ có duy nhất một đội bóng và đây là nơi cho anh có được sự toàn tâm toàn ý với quả bóng tròn. Mọi thứ thật khó tưởng tượng. Mùa giải 2000-2001 lần lượt những Man United rồi Arsenal rụng rời ở vòng tứ kết Champions League. Đại diện duy nhất của xứ sở sương mù lọt vào vòng bán kết của giải đấu này là Leeds United và người thủ quân dẫn dắt tập thể này lọt đến trận đấu đó chính là chàng tân binh Rio Ferdinand.
Dù chuyến hành trình của chú ngựa ô ấy chỉ có thể dừng lại ở ngưỡng cửa của trận chung kết, nhưng 2 năm ở Leeds United cho Rio quá nhiều. Không chỉ là 2 năm có được vinh dự giữ tấm băng đội trưởng của đội bóng giàu truyền thống này, mà nếu không đến Leeds, có lẽ sẽ chẳng có chuyến hành trình đến châu Á dự World Cup nào cả. Và dĩ nhiên là sẽ không được chứng kiến tận mắt, thậm chí là đối đầu với những huyền thoại Ronaldo, Ribaldo, Ronaldinho bằng xương bằng thịt. Đó là tại vòng tứ kết của ngày hội lớn nhất hành tinh, trước sự chứng kiến của gia đình, người yêu và cả bạn bè. Khi quốc ca Anh vang lên, trong đầu Rio lúc đấy tràn ngập hình ảnh của một cậu bé gầy còm, lớn lên từ một Beckham khét tiếng với những băng nhóm đấu súng và đâm chém, không còn là một cậu bé cứng rắn dám bỏ lại những lời dọa nạt của những người Regan, của những lũ chó dữ tợn trong khu trại đó, không còn là một cậu thiếu niên kiên cường trước những gã đàn ông gốc Phi trong trận chiến với quả bóng, chỉ còn là nước mắt sau trận đấu. Cậu trai đến từ Beckham đã không thể kìm lòng rồi òa khóc ngay trên sân. Tâm trí của Rio đã không thuộc về trận đấu này khi nó còn chưa bắt đầu. Rio bị sốc, mọi thứ quá nhanh và cho đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên, anh vẫn không tài nào bắt kịp nhịp độ của trận đấu. 1-2, người anh rời cuộc chơi, còn Rio tiến sâu hơn vào sự thấu hiểu của bản thân mình. Anh biết rằng không thể để cho cảm xúc lấn át tâm trí khi vào cuộc, và anh biết nhà hát của những giấc mơ sẽ là nơi làm anh thức tỉnh. Manchester United đang ở đó, đội bóng này đang đợi hậu vệ đắt giá nhất thế giới mà họ chưa bộ trở về. 46 triệu euro vào mùa hè 2002, không có một cầu thủ nào so bì với giá trị của Ferdinand ở thời điểm đó. Nhưng cho dù là một bản hợp đồng kỷ lục thì đã là gì tại Manchester United? Mày làm cái quái gì vậy? Đây là Manchester United. Rogan đã hét vào mặt của Rio như thế ngay trong bộ tập đầu tiên của anh tại đội bóng mới. Sau khi Rio thực hiện một đường chuyền tầm 15m cho hậu vệ phải, chuyền thẳng lên cho tiền đạo ấy, mày phải biết tạo ra cơ hội chứ. Man United là vậy, từ vị trí tiền vệ cho tới trung vệ, tất cả đều phải biết phục vụ cho mặt trận tấn công. Chấp nhận rủi ro để được đổi lại nhiều cơ hội hơn, đấy là kim chỉ nam cho đội bóng này giành chiến thắng. Một tập thể luôn vô cùng khao khát những danh hiệu. Ngay trong mùa giải đầu tiên, cầu thủ sinh năm 1978 đã trở thành một phần trong chức vô địch Premier League của đội chủ sân Old Trafford. Bất chấp việc anh dính chấn thương trong một trận đấu tiền mùa giải, bất chấp cái mắt đắt giá của một hậu vệ trở thành một áp lực khủng khiếp từ giới truyền thông, nhưng Rio cùng các đồng đội chinh phục thành công đỉnh Everest. Đó là cách mô tả của anh cho chuyến hành trình lên ngôi cùng Quỷ Đỏ mùa giải năm đó. Đẳng cấp của Rio càng được khẳng định ở mùa giải sau đó, nhưng tai họa lại ập đến với anh. Ngày 21 tháng 9 năm 2003, FA có một cuộc kiểm tra doping với Man United tại khu tập luyện Kennington. Đó không phải là cuộc kiểm tra đột xuất, nhưng Rio lại vắng mặt hôm ấy. Chẳng ai biết anh ở đâu cả. Rio khi đó đã lên tiếng rằng anh quên bén đi buổi kiểm tra hôm ấy và ra ngoài mua sắm. Khi những người còn lại ở Manchester United liên hệ được với anh thì các chuyên gia xét nghiệm đã rời đi khỏi Kennington. Trung vệ này đã cung cấp mẫu nước tiểu của mình 2 ngày sau đó, nhưng kết quả không được chấp nhận. 8 tháng treo giò, Man United đã cố gắng kháng án nhưng tất cả đều vô nghĩa. Mùa giải gần như khép lại với anh và đồng nghĩa liên tiếp cơ duyên tại một kỳ Euro ngoảnh mặt với Rio. Nhưng vẫn như lần trước, anh không cho phép bản thân bị đánh gục trước những sóng gió này. Ở Leeds United, dừng bước ở bán kết Champions League có thể là dấu chấm cho một hành trình đẹp. Nhưng thành tích này ở Man United ngày ấy chỉ được đơn giản gói ghém bằng hai từ thất bại, không hơn không kém. Cho đến năm 2008, khi Sir Alex có trong tay một đội hình không chấp nhận khuất phục, Quỷ Đỏ mới hoàn thành được sứ mệnh tại đấu trường này. Cậu thanh niên bị choáng ngợp trước những huyền thoại ở Brazil, rồi bị đội trưởng của Man United hét vào mặt năm nào giờ đây mới là người hò hét cho các đồng đội vững bước trong đêm mưa Moscow. Rio sát cánh cùng Vidic tạo thành bức tường huyền thoại, án ngữ trước khung thành của người nhện Van der Sar. Anh kịp giành thêm hai chức vô địch ngoại hạng Anh và đến tháng 5 năm 2014, Ferdinand chia tay Old Trafford. Tổng cộng Rio có 6 lần nâng chiếc cúp EPL, 4 lần giành siêu cúp Anh và 2 lần vô địch cúp liên đoàn, 1 chiếc cúp tài vòi Champions League và 1 lần lên ngôi ở cúp liên lục địa. Nếu được nhắn nhủ với Rio của ngày trước, anh sẽ thuyết phục Sir Alex cất Ronaldo và Rooney trên băng ghế dự bị tại bán kết FA Cup năm 2009 trước Everton, bởi đó là danh hiệu duy nhất mà anh thiếu trong bộ sưu tập các câu lạc bộ. Wigan Park Rangers chính là ca cuối trong sự nghiệp câu bộ của trung vệ người Anh. Năm 2015, anh giả từ với sự nghiệp cầu thủ, 18 năm chơi bóng đỉnh cao. Giờ đây, cậu nhóc lớn lên ở Beckham đã có quyền tự hào nhìn lại hành trình của bản thân, hành trình trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới.